Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Sáng hôm nay là ngày 14 tháng 1 năm 2024 âm lịch nha các bạn. Hôm nay Vũ đi phát tiếp gạo của vợ chồng của anh Mi Son, chị Thủy ở bên nước Úc. Hiện giờ Vũ chất gạo lên xe nha các bạn. Giờ khoảng 8 giờ sáng nha các bạn. Hôm nay là ngày 14, mới là rằm lớn trong năm. Giờ Vũ đi dài ra ngoài xã Bình Thắng nha các bạn. Vũ chở một lần chắc chừng mười mấy bao. Hết thì Vũ chạy về chở tiếp. Giờ Vũ ra đây ấp 1 của xã Bình Thắng ghé thăm chú Nha. Thì chú sống đây có một mình khỏe không chú? Không, hơi mệt mệt. Dạ. Mở vừa xuống tóc rồi nè. Rồi mở ra cho ông coi xuống tóc. Thôi thôi được rồi. Thì chú ở đây có mình à. Còn con có giờ có đi làm gì không? Lâu lâu nó về nó thăm về thôi. Dạ. À. Giờ ở đây có mình hả chú? Có mình chứ có ai đâu rồi, không thấy rồi đó, giờ ở đây có mình à. Dạ. Hôm nay chú nhiêu tuổi rồi chú? Hôm nay hả? Sao mới gần 70 rồi. Dạ. Mới làm giấy căn cước à. Dạ. Rồi ở đây đâu có làm gì sống, mấy người con nuôi hay là sao? Thì cũng như nhà mấy từ thiện người này đó, như ông này đó. Dạ. Họ đi giúp đỡ vậy đó, ông đó. Thì cũng có chút tỉnh như thế, con cháu cho chút tỉnh vậy thôi. Dạ. Còn vợ chú đâu? Hôm nay hôm mấy năm rồi. Thôi hả? Thôi sang qua Pháp bị ở rồi. Dạ. Còn gì nữa đâu. Rồi chú có mấy người con? Năm đứa cho thầy đứa, còn ba đứa. Dạ. Là giờ ba đứa ở đây hả? Ở đâu? Ba đứa ở đây. Dạ. Mà có gia đình á hả? Một thằng ở ngoài Nguyên Giang ngoài. Dạ. Mình định ngoài. Dạ. Còn thằng này nó ở Đình Châu Long đây nè. Dạ. Còn là Úc ở nhà, rồi ở nhà nè. Có đi làm gì không? Nói xin lỗi ai sai đi mua gì cho tiền nấy coi à. Dạ. Chứ cô không biết đi làm gì hả? Nó chưa biết gì đó. Dạ. Ôm nó bệnh nữa. Dạ. Thôi con ghé gửi tặng chú phần gạo. Phần gạo này là của gia đình anh Mi Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng chú. Rồi, cảm ơn ông Vũ. Dạ. Đó là sự thật. Ôm nó trong ông vô phương á. Dạ, dạ rồi thôi chú nghỉ khỏe nha, con đi nha. Rồi đó. Vũ ghé thăm nhà dì hai thì dì hoàn cảnh neo đơn, dì sống đây có một mình. Dì hai không ra khỏe không? Dạ, à, dì hai ở đây có mình hả? Có thằng em mà nó đi cào rồi. Dạ, dì hai không có chồng hả? Dạ, nhỏ lớn rồi đi mần nuôi má đi chú. Dạ. Rồi nhỏ chú thấy khổ lắm, đi mần mướn nuôi á. Dạ. Thằng em giờ nó có vợ rồi. Thì có phụ nuôi gì không? Có, đi mần thì cho chút đỉnh. Dạ. Chị có vợ chú. Dạ. Đi cào vợ cũng đi về luôn, nhà có nhà kia bỏ mình. Dạ, năm nay dì nhiêu tuổi rồi dì hai? 70 tuổi rồi. Dạ. Bây giờ còn nấu cơm đồ được không? Dạ, nấu ăn bằng lò điện đó chú. Dạ. Rồi mua cá kho bậy bạ ăn à. Dạ. Dạ. Thì không bệnh thì nay đỡ chưa gì? Đỡ rồi chú. Dạ. Dạ. Thì con gì là ở, em là ở xa ha, ở gần đây? Úc hả? Dạ. Nó cũng ở đây mà nó đi cào. Dạ. 2-3 tháng mới vô, rồi vô chừng 10 ngày à. Dạ. Ở đây với chị rồi.
cũng nấu cơm cho chị ăn được khoảng 10 ngày đi cầu rồi, con vợ cũng ở đây lo rồi cho ăn cơm rồi con vợ chồng đi, vợ đi theo rồi luôn. Mấy tháng rồi đi luôn. Dạ rồi thằng đó về con vợ mới có vô. Dạ con gửi tặng gì một phần gạo, gạo này là của vợ chồng anh My Son ở Úc gửi tặng cái gì. Cảm ơn hen chú. Dạ rồi con đi thôi, về nghỉ khỏe nha. Cảm ơn chú hen. Dạ rồi Vũ ra đây là ấp 1 của xã Bình Thắng cái thăm dì Hai, dì đó là bị tai biến. Dì Hai khỏe không? Dì Hai cũng khỏe con. Dạ dì Hai bị bệnh lâu chưa? Cũng năm mấy, 2 năm rồi. Dạ giờ đi được không dì? Không là nằm chỗ luôn rồi hả? Nằm chỗ luôn, ăn chỗ luôn. Tết năm nay nữa dì Hai nhiêu tuổi rồi? 80. À mốc gì á. Dạ hiện giờ cũng khỏe mà đi không được thôi. Ừ. Dạ con gửi tặng viện bịch gạo nha, đây con để đây nè. Gạo này là của vợ chồng anh My Son. My Son hả? Dạ My Son á, chị Thủy ở Úc á gửi tặng cái gì. Ờ vậy dì Hai cũng cảm ơn vợ chồng My Son nha. Dạ cho dì Hai gửi lời thăm cô bác anh chị rồi mình khỏe hết. Dạ mắt dì Hai giờ còn thấy tốt không? Thấy rồi. Hả thấy rồi hả? Ừ. Hèn chi. Hèn chi con thấy con để bao gạo kế bên mà không thấy nè, con để bên mé bên tay phải gì dở lên thấy à. Rồi giờ là không thấy luôn. Không thấy rồi. Hèn chi con thấy không có chớp. Ừ. Dạ rồi thôi con đi về nghỉ khỏe nha. Cũng cảm ơn gia đình con mạnh khỏe hết nha. Rồi. Ừ. Trời ơi mà không thấy còn khổ nữa. Ừ. Đường lên đúng không? Dạ ủa gì bị bên đường á hả? Bị bên đường nữa. Dạ mới sụi nè. Dạ đường nó lên rồi nó xuống rồi nó lên. Dạ dạ vậy con đi cái gì nghỉ khỏe ha. Ừ, cảm ơn con nha con. Dạ cảm ơn gia đình con mừng mạnh khỏe. Dạ dạ rồi cảm ơn gì ha. Dạ giờ Vũ ra đây cũng ở ấp 1 xã Bình Thắng ghé thăm chú Sáu. Chú ở đây là ở nhà tình thương. Chú hồi trước bị tai biến, giờ bệnh đỡ không chú? Còn chạy không? Không. Chú là không bị tai biến hả? Bị nạn ở biển là gì. Dạ. Năm nay chú nhiêu tuổi chú sao? Năm mấy. Dạ. Ừ. Bị ở ngoài biển hả? Là bị sao chú? Bị đi ghe rồi không biết gì sao mà bạn bè anh em buồn vui quá. À. Dạ. Đây giờ con thấy chú ở đây có mình hả? Không có vợ con gì hả? Bà bỏ đi rồi. Hả? Bỏ đi rồi. À, thấy mất rồi hả? Thì chú có con không? Có hai đứa mà đứa có chồng kia, còn đứa thì đi bằng biển. Dạ. Con gửi tặng chú phần gạo ha, phần gạo này của anh My Son chị Thủy ở Úc gửi tặng ha chú. Rồi chú cất con nha. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ. Giờ Vũ ghé đây là nhà Lượm, cũng ở ấp 1 xã Bình Thắng. Lượm bị khuyết tật nằm chỗ. Lượm khỏe hả Lượm? Ờ, à, Tết năm nay là nhiêu tuổi rồi? 30 rồi. 30 hả? Dạ. À, cưng bị nhỏ lớn giờ nằm chỗ vậy hả? Dạ, đúng rồi. Thì cưng được mấy anh chị em? Có hàng em không? Có một mình cưng hả? Có em ạ. À. Thì... ba mẹ là đi làm gì, mẹ là giúp việc hả? Giúp việc nhà cha của anh ta. Còn ba là đi làm gì? À, đi sửa ghe rồi hả? Rồi anh gửi tặng một phần gạo nha. Gạo này là của anh My Son với chị Thủy ở Úc gửi tặng nha. À, rồi rồi anh đi nha cưng. Rồi tối ngày là nằm trên giường rồi ha. Giờ Vũ ghé thăm chú thím Hai ở trong chỗ chùa ông ấp 1 xã Bình Thắng. Thì chú thím hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở giữ chùa. Chú Hai, chú thím cũng khỏe hả? Khỏe. Hổng bệnh rồi, hết bệnh chưa? Hết rồi. Dạ. Rồi cũng nhờ thuốc trên bệnh viện, chứ không có trên bệnh viện thì chắc tôi cũng không đi, cũng không nổi luôn. Dạ. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Gần 80 rồi. Dạ. 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 Quê chú thím ở đâu? Ở đây. Ở đây luôn. Ở đây. Dạ. Bây giờ chú thím ở trong chùa giữ chùa luôn hả? Giữ chùa luôn đây là cũng khoảng 30 năm rồi. Dạ. Ừ. Con gửi tặng chú thím một phần gạo ha. Gạo này là của
anh Mi Son chị Thủy ở Úc gửi tặng cho chú. Cảm ơn nhiều. Dạ. Giờ Vũ ghé thăm chú Chính. Ở đây là ở ấp 1 của xã Bình Thắng. Chú bị bệnh tai biến. Chú hôm nay khỏe không chú? Cũng đỡ hơn nhiều. Chú dạ. Qua bệnh tăng hòa uống thuốc hòa. Là chú hốt thuốc nam uống hả chú? Thuốc nam chịu hả chú? Chịu. Còn mấy thuốc tôi kia uống không chịu. Hồi đó ta đi ở đây biết như thầy luôn đó ấy được. Dạ. Đó, bên Gò Công. Dạ. Nằm ở bển một năm mấy. Dạ. Là mình tị đó, người ta tị từ thiện hay là tốn tiền chú? Tốn tiền ăn thì uống thôi. Còn thuốc không có tốn tiền hả chú? Thuốc không. Thuốc hay. Nam. Này. Dạ. Giờ chú cũng vẫn điều trị hả chú? Cũng còn uống, cũng mua hốt đem về đây uống. Cậy dạ. Khỏe, hốt đem về đây. Dạ. Vậy bà con mà có bị tai biến rồi qua bên đó uống thuốc đỡ quá hả chú? Là địa chỉ ông thầy sao chú nói giùm nếu mà bà con có bị qua lên phà qua bến chùa phà Tân Phú qua bến chùa Tân Hòa qua bến chùa Tân Hòa hỏi cho chùa của ông Sáu Lễ. Dạ là mình chỉ tốn tiền nằm bệnh tốn tiền ăn uống thôi chứ còn không có tốn tiền chỗ luôn mà nó nằm mấy trăm người nữa. Dạ. Là uống thuốc miễn phí mà hiệu quả. Dạ, thuốc nam rồi nó bấm huyệt rồi châm cứu đắp thuốc đủ môn hết. Dạ. Tại vì nó có thế liệu á, mình ở bản thôi mình nằm nó mang hồ hết dữ lắm. Dạ. Con gửi tặng chú bịch gạo cho chú. Dạ. Gạo này là của anh Mi Son với chị Thủy ở Úc gửi tặng cho chú. Dạ. Mà thêm lúc rồi có đi giúp việc cho người ta không? Cũng còn đi hoài. Dạ. Giờ rửa bà đi. Dạ. Còn chú giờ bệnh giờ đâu có làm gì được hả? Cũng dạ ở nhà nấu cơm đồ được mà mặn cá đồ mắm đồ không được. Tại dạ. Dạ thôi chú nghỉ khỏe hơn đi chú ơi. À, dạ. Là bị hết tay yếu hả chú? Tay yếu. Dạ. Rồi tay trái luôn. À nó liệt một bên đó. À. Dạ. Vũ ghé nhà của chú Chính. Chú Chính ơi. Có nhà không? Ê. Con gửi cho bịch gạo nè. Ờ, cảm ơn kia. Đi lên lấy đi. Chú Chính là chú bị té trong chùa. Bây giờ nó bị liệt hết bên nè. Khỏe không chú? Con bị chén gì không được. Dạ. Hôm nay chú nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi. Bị té vậy lâu chưa? 24 năm rồi. Hai mấy năm rồi hả? Ừ. Dạ. Rồi thêm lúc này có đi làm giúp việc người ta không? Có, bữa nào mà không đi. Dạ. Rồi con gửi tặng chú một bịch gạo. Gạo này là của anh Mi Son với chị Thủy ở Úc gửi tặng chú. Con không biết rồi, con mới sớm mai đi chùa. Dạ, rồi con gửi tặng cho chú ha. Dạ, cảm ơn dạ. Nha. Dạ. Dạ rồi, con đi chú. Dạ. Dạ. Vũ ghé đây nhà của thím hai ở đây ở ấp 1 xã Bình Thắng. Con chào thím. Hôm nay khỏe không thím? Dạ, cũng nay cũng y vậy. Là hôm thím bị sao tai biến hả? Dạ, đi bị khớp đi không được. Dạ, bị khớp. Dạ, dạ bị còn khớp. Chú bữa hổm là bị tai biến hả? Dạ, tai biến chết rồi đó. Dạ. Dạ. Năm nay thím hai nhiêu tuổi rồi? Dạ, bà 77. Dạ. Rồi bị đi không được vậy lâu chưa thím? Đi không được, nay cũng 3 năm rồi. Dạ, đi nó nhức hả? Nó đau hả? Đi xuống nhức dữ lắm. Dạ. Dạ. Rồi giờ ngồi chỗ đây luôn, mình nấu cơm, nấu dạ, nước đồ ở đây luôn. Chỗ nấu cơm ở đây rồi xúc ăn. Dạ. Dạ. Con gửi tặng một phần gạo. Gạo này là của vợ chồng của anh Mi Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng. Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Dạ rồi, con đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn dữ lắm. Giờ Vũ ghé đây là nhà chú Út cũng ở ấp 1 xã Bình Thắng. Chú hoàn cảnh khó khăn rồi chú sống có mình đây à. Hiện giờ chú cũng đang bị bệnh. Chú Út khỏe không? Chú Út là bị bệnh sao chú? Tai biến hả? Năm nay chú Út nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 70 rồi. Dạ, chú không có con hả chú? Có con mà ở đi xa. Dạ. Hiện giờ chú ở đây có mình vậy hả? Dạ. Thầy nấu ăn đồ này sao chú? Còn nước thì mấy cứ bên cạnh này nó nấu dùng. Là người cháu hả sao chú? Cháu dâu. Cháu dâu hả? Dạ. Con gửi tặng chú phần gạo nha. Gạo này là của anh Mi Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng nha chú. Dạ. Thôi con đi chú nghỉ khỏe ha. Dạ con để ghế nha chú.
thằng cả. Giờ Vũ ghé đây là chỗ chú Thiếm Ba, ở đây cũng ở ấp 1 Bình Thắng. Thiếm là bị bệnh nằm chỗ rồi, không có người con, bị bệnh thận, cũng mới mất. Con chào Thiếm, khỏe không? Đỡ. Thiếm bị bệnh sao Thiếm? Cũng thận. Cũng thận luôn hả? Dạ, năm nay Thiếm nhiêu tuổi rồi? 63, 64 rồi. Dạ, thì Thiếm bị bệnh lâu chưa? Bệnh này mấy tháng rồi. Dạ, mấy tháng rồi? 6 tháng. Dạ. Hở hai quanh tim. Dạ. Hở hai quanh tim nữa. Bây giờ chú có đi làm gì không? Nhà cơm nước, giặt quần áo, mấy tháng nay có đi đâu làm đâu được đâu. Chú Thiếm mà có mấy người con? 4. Dạ. Có chồng hết rồi. Có gia đình hết rồi hả chú? Dạ, con chồng tôi bả ở nhà. Dạ, chú ở nhà nấu cơm. Quần áo. Dạ, sáng làm đồ ăn ha. Ăn chay hả chú? Dạ. Con gửi tặng chú Thiếm một phần gạo. Gạo này là của anh Mi Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng. Dạ. Dạ. Dạ rồi, thôi Thiếm nghỉ khỏe ha, con đi nha. Mi Son hả? Dạ. Không, về ngoài nào không biết. Cái cục này nó. Dạ, dạ, để con lấy. Dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ, rồi, cất con ha. Dạ. Dạ rồi, con đi. Đi chú ơi. Dạ. Dạ. Giờ Vũ về chở gạo tiếp. Vũ chạy tới ngay chốt đèn xanh đèn đỏ đường ra cảng nè. Vũ thấy cái người chị này bán vé số mà lúc nào cũng ẵm theo đứa bé. Em chào chị. Dạ. Bán đỡ không chị? Dạ được. Dạ. Chị sao chị đi bán không ai giữ bé hả? Chị bị ẵm theo nắng nôi quá hả? Dạ nhà đi làm hết rồi không ai giữ. Nhà chị ở đâu lận? Dạ ở Giang Quế Tây. Dạ. Dạ. Rồi sáng chị đi xuống đây bán rồi trưa về hả? Dạ nào bán hết rồi về. Dạ. Con anh nó bán từ Bình Định đi về chứ. Dạ. Ở nhà chị có mấy người con? Dạ 4. Dạ. Ông xã chị làm gì? Dạ làm hồ. Dạ. Rồi không có ai giữ chị ẵm đi theo nắng nôi quá chừng luôn hả? Dạ không ai giữ đó. Nó được mấy tháng rồi chị? Dạ 20 này nó 17 tháng rồi. Dạ. Là 17 tháng rồi. Dạ. Thì chị bán vậy đỡ không? Bữa được nhiêu tờ? Dạ 150. Dạ. Thì sáng mình xuống bán hả? Chừng nào hết là về vậy hả? Dạ. Dạ. Lúc này bán đắt không mà em thấy còn nhiều quá vậy? Bán tới chậm hơn hôm Tết. Dạ. 11 giờ mấy nữa. Dạ. Rồi bé nó ngủ ngon lành à. Dạ. Bé trai hay bé gái? Bé gái. Dạ. Em gửi tặng cho chị phần gạo nha. Gạo này là của vợ chồng anh Mi Son ở nước Úc gửi tặng cho chị. Dạ. 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 Em đi em chúc chị mua mai bán đắt nha chị. Dạ cảm ơn anh. Dạ. Rồi để đây nữa chị xách về giùm ha. Dạ. Dạ rồi em đi nha. Rồi bé ngủ ngon lành nè. Vũ đang đi ra ngoài chỗ ấp 2 Bình Thắng. Gặp anh tên gì bán vé số em quên rồi. Anh tên Tí Hon. Tí Hon hả? Dạ. Nhà anh ở đâu anh Tí Hon? Dạ nhà em ngoài Bình Thắng ngoài cảng. Dạ em cũng biết anh bán vé số hoài mà không biết nhà ở đâu. Dạ. Rồi có vợ con gì không anh? Dạ có vợ anh. Mấy đứa con? Dạ em được 2 đứa. Thì vợ làm gì? Dạ vợ em làm cá ngoài cảng á. Dạ. Dạ. Con lớn chưa? Dạ con nay 17 tuổi, nhỏ 10 tuổi. Dạ. Dạ. Thì anh bị khuyết tật này nhỏ lớn hay sao? Không, hồi đó đi cào anh bị tai nạn. Dạ. 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 Giờ anh bán đỡ không? Dạ em bán cũng được, anh bán lại ra thì. Dạ. Trăm mấy à. Em gửi tặng bịch gạo ôm về được ha? Dạ được anh. Rồi vậy em gửi tặng anh bịch gạo, gạo này là của anh Mi Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng anh. Dạ. Dạ. Rồi dạ. Vậy anh lấy mẹ em đi. Dạ, thôi anh cũng thay mặt anh cảm ơn mấy chị mấy anh. Dạ. Dạ. Rồi em chúc anh là mua mai bán đắt nha. Dạ. Giờ là bị hết một tay hả? Dạ, bị một tay rồi. Tay này. Hồi đó bị dây nó quấn hay là sao? Dạ, bị dây quấn anh. Dạ. Nhưng dạ. Giờ đưa vậy thôi chứ không có cầm nắm gì. Mà năm nay anh nhiêu tuổi rồi? Năm nay 47 anh. Dạ. Rồi thôi chúc anh mua mai bán đắt rồi. Dạ. Rồi rồi. Rồi vậy anh lấy đi. Rồi. Rồi rồi. Chủ ra đây là ở ấp 2 xã Bình Thắng. À, ghé thăm bà Năm, rồi bà hoàn cảnh bà neo đơn sống con mình ở đây. Mà bà bị lãng tai nữa. Bà Năm ơi. Chị gửi cho bà bịch gạo nha. Hả?
rỡ cho bà bịch gạo. Gạo quá. Dạ. À. Dạ rồi. Bà khỏe không? Hả? Bà khỏe không? Khỏe. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? Hả? Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Không biết. Không biết luôn hả? Hả? Dạ rồi, thôi con gửi tặng cho bà phần gạo ha. Dạ. Dạ. À, Vũ ra đây là ấp 3 của xã Bình Thắng ghé thăm chú Thiếm Tư. Xin chào chú. À, chào Thiếm. Dạ, chào khỏe không chú? Dạ, cũng không được khỏe, 2 giờ, giờ nằm rút luôn. Dạ. Đi không được. Đi không được luôn hả chú? Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 78. Dạ. 68. Là mới bị đi không được đây hả chú? Dạ. Dạ, con Thiếm khỏe không? Cái tay chân Thiếm thì khỏe đó. Dạ. Thì có cái đầu nó giật nhức quá trời, mắt không thấy đường Vũ ơi. Dạ, Thiếm là bị bên tai biến hả? Tai biến mạch máu não á, bên thần kinh não. Dạ, rồi hôm nay cũng có đi điều trị không Thiếm? Đi cho đi lên viện kiểu là CT cái đầu, Thiếm tư kê, tôi không có tiền, Thiếm tư không có đi. Cái lúc thuốc ở bệnh viện mình uống không à? Dạ. Hàng tuần cứ thứ năm lên lấy vậy đó. Uống hàng tuần cho nó giảm đau á. Cho đi mà lên Nguyễn Kiểu đó, CT rồi kiểm tra lại rằng hai năm nay thì em thương nó làm cái tài chính thì không có con nào mà cũng nghèo tôi Vũ ơi. Yeah. Ở nhà vậy chứ ở nhà của rể đó, của rể thứ hai. Yeah. Nó cắt cái chỗ ở chứ chú Tư có nhà cửa đâu, của rể thứ hai á, nói lớn này cho chồng xóm biết cái chứ Tư không có miếng đất, không miếng ngói nào vô Tư, miếng gạch nào vô. Của rể thứ hai. Dạ. Dạ, đó, cũng làm tiền thiệt, nói thiệt vậy á. Dạ. Con Úc 35 tuổi rồi mà chưa vợ. Dạ. Hồi trước chú khỏe, chú có đi cào làm gì không? À, chú nghỉ năm nay mười mấy năm nay rồi. Dạ. Hồi trước kia, trước mười mấy năm thì có đi cào rồi. Dạ. Nghỉ năm mười mấy năm rồi. Dạ. Giờ cắn giờ tới chú nằm vậy đó, đi rất nhiều chú ơi. Dạ. Con ghé gửi tặng chú Thiếm phần gạo. Gạo này là của anh Mi Son chị Thủy ở Úc gửi tặng chú Thiếm. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cái thăm dì Sáu hay gì đó là bị bệnh gì nằm chỗ à. Dì ở ngoài một cái căn phòng nhỏ nè. Khỏe không gì sao? Không khỏe hả? Dạ. Con gửi tặng cho dì một phần gạo nha. Dì không khỏe gì nói nhỏ xíu à. Thôi vậy dì nằm nghỉ đi con gửi dì phần gạo. Dạ. Dạ, thôi dì nằm nghỉ đi con. Thôi con gửi tặng gạo. Chuyến này đi không có tiền. Giờ Vũ ghé thăm bé Quý. Thì bé là bị bệnh khuyết tật, bé đi không có được. Dạ con chào chú. Mẹ con có đi làm không? Dạ có. Hôm nay con cũng khỏe hả? Dạ. Tết có đi đâu chơi không? Dạ có. Đi đâu? Con đi ở chợ, đi ăn cũng hết chú. Đi hội chợ hả? Dạ. Thì ai ẵm con đi? Mẹ. Vui không? Dạ vui. Đi hội chợ có trúng được món quà nào không? Dạ mẹ cũng trúng với con ở nhà. Lâu lâu mẹ mới chở đi một lần. Tối khuya mẹ mới đi. Thì Tết rồi ba con có về thăm không? Dạ có. Ba ruột con á? Không. Ba nuôi thì có phải không? Chú ghé thăm con, chú gửi cho con phần gạo. Gạo này là của chú Mi Son với cô Thủy ở Úc gửi tặng cho con ha. Dạ, con cảm ơn. Rồi. Rồi bé ở đây nhờ ông ngoại chừng chứ mẹ hàng ngày đi làm. Thôi con đi chú ơi. Rồi. Giờ Vũ ghé đây là nhà của dì Bãi ở ấp 3 xã Bình Thắng. Vì ở đây có mình, lúc trước có ông Dượng, mà ông Dượng bệnh nặng rồi mất rồi. Dì Bãi khỏe không? Dạ. Năm nay dì Bãi nhiêu tuổi rồi? Dạ, dì Bãi ở đây có mình hả? Dì Bãi có con không? Rồi không có nuôi gì? Dạ. Dì hổm là bị tai biến hả dì? Dạ. Dạ. Rồi hàng ngày lúc trước là dì đi xin cơm nguội phơi bán rồi lúc lại có đi không?
Dạ đúng rồi, không có đi nữa, ai cho thì đem lại. Dạ. Thì dì nấu cơm được không? Được. Tự nấu ăn được hả? Dạ. Dạ. Con gửi tặng gì ông phần gạo? Gạo này là của anh My Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng gì? Dạ. 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 Con đi, dì nghỉ khỏe ha. Dạ. À, giờ đi ra ngoài Bình Thắng gặp dì Bãi bán vé số mà ngồi ngay chỗ có chốt đèn xanh đèn đỏ nhà của Vũ nè. Dì Bãi khỏe hả? Dạ. Sáng giờ bán được không? Bán chợ cái tấm luôn nè. Hôm nay dì đi ra tuốt tới ngoài này luôn hả? Ừ. Dạ. Ở chợ ngồi bán không được. Dạ, rồi mới đi ra đây. Ừ. Vậy con gặp dì đây, con gửi tặng dì một bịch gạo ha. Ừ. Rồi dì ôm về giùm con. Có gì gửi đây chứ con ông cũng không nổi nữa con. Gửi rồi hồi gian xe về hả? Ừ. Dạ. Ừ. Rồi vậy lấy con đi. Ừ. Dạ. Con chú... con nghe. Dạ. Con thứ mấy? Con tên Vũ. Hả? Con tên Vũ. Ừ. Rồi. Ừ, rồi gì gửi đây mà mai thì gì lấy. Dạ dạ chứ giờ ôm đi không nổi phải không? Không đâu có nổi, ôm đâu có nổi. Dạ. Rồi bỏ đâu đó gửi đi, chịu bán về lấy. Dạ. Rồi rồi chút gì bán đắt ha. Ừ. Vũ thấy thật. Đó là ngồi bán vé số đây Vũ gửi tặng luôn. Chào thật, bán đỡ không Cưng? Dạ, bán đỡ. Ờ. Rồi sao lúc này đi ra đây hả? Hay là chỗ nào bán được rồi ra? Chứ thường thấy đi vòng vòng Thạnh Phước rồi phải không? Ờ đúng rồi. Em đi tùm lắm đó. Ờ. Dạ. Vũ bán chỗ này không được là đi phải không? Dạ. Không, năm nay Cưng nhiêu tuổi rồi? Dạ em 43 tuổi. Ừ. Là mình bị khuyết tật hồi nhỏ lớn hay sao? Chanh đã bị có tật. Ờ. À. Dạ. Thì Cưng có vợ không? Dạ, chắc như cái ở mình. Không. Ở mình vậy thì bán vé số sống hả? Mẹ vợ cực. Ờ, à, thì ở chung với ba mẹ hả? Dạ. Ba mẹ còn khỏe không? Không, mẹ bệnh rồi quay á. Ờ. Anh gửi tặng cho phần gạo, gạo này là của anh My Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng ha. Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi Vũ gặp chị này là mẹ của Phụng. Phụng mà hổm bị bệnh thì Vũ xin tiền là giúp cho đi mổ á. Em chào chị nha. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Bán đắt không? Bán cũng đắt. Dạ. Hổm rồi ông Phụng cũng hết bệnh rồi phải không? Dạ hết. Cảm ơn mấy chú mấy cậu luôn. Dạ vậy sẵn gặp đi em gửi cho phần gạo luôn ha. Dạ cảm ơn cậu. Dạ. Là chị ôm giùm luôn ha. Dạ, dạ. Sáng giờ bán được không? Dạ bán cũng được. Dạ. Ông Phụng bán ở đâu không gặp ông Phụng? Dạ nó bán ở trong chợ. Dạ. Dạ rồi. Rồi thôi chị ôm về ha. Rồi. Dạ, Vũ chạy trên đường lộ mới chạy về. Gặp anh Út khuyết tật bán vé số ngồi xe lăn nè. Em chào anh Út. Dạ. Cho em hỏi anh là bị khuyết tật là nhỏ lớn hả? Dạ rồi. 3 tuổi anh. Dạ. Dạ. Năm nay anh nhiêu tuổi rồi? 48. Rồi có vợ không anh? Không. Không có vợ hả? Dạ. Quê anh ở đâu? Ở ngoài cảng nè anh. Dạ. Là anh đi không có được hả anh? Không. Dạ bò đi không hả? Dạ. Thì bữa nay bán đỡ không? Rồi bán hơi chậm quá lên. Bữa được nhiêu tờ? Bởi bán tâm lưỡi, bán từ hôm qua nay rồi chưa hết. Chưa hết luôn hả? Dạ. Dạ, giờ cũng vẫn chạy vòng vòng bán ha. Dạ. Em gửi tặng anh phần gạo, gạo này là của anh My Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng. Dạ. Rồi anh nói gửi lời cảm ơn anh chị đi. Rồi cảm ơn anh chị. Dạ. Dạ. Rồi em chúc anh mua mai bán đắt ha. Dạ. Dạ. À, em đi anh ơi. Rồi. Dạ. Còn nhiều quá hả? Dạ. Còn 40-50 tàn nữa. Dạ. Lúc này với Tết lúc nào bán được? Tết bán được, nay lúc này bán chậm quá. Dạ. Dạ. Rồi thôi em chúc anh bán đắt ha. Dạ. Gặp dì Hiền đang lụm đi lụm da chai. Lụm đỡ không dì? Hả, được. Bán dạ. Nửa tháng lần mấy trăm ngàn vậy đó. Dạ. Ừ. Này con gặp dì con gửi tặng dì con phần gạo ha. Ừ. Gạo này là của anh My Son với chị Thủy ở Úc gửi tặng. Rồi dì ôm dì một con. Rồi. Đây. Rồi. Dạ. Giờ Vũ vô ngay chỗ đầu chợ gặp chú Bãi bị tai biến ngồi bán vé số. Chú Bãi khỏe hả?
Sáng giờ bán được không chú Bảy? Dạ, năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Dạ, chú Bảy bị tai biến lâu chưa? Dạ. Con gửi tặng cho chú một phần gạo nha. Gạo này là của anh Mi Son, chị Thủy ở Úc gửi tặng ha. Dạ, rồi con gửi cho chú. Rồi con gửi tặng ha chú. Dạ. Vũ gặp dì ba bán vé số. Dì ba khỏe hả? Dạ, dì ba giờ bệnh nhiều lắm. Bệnh nhức nhói trong người, bệnh dữ lắm. Dì năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Dì 72 tuổi. Dạ. Thì con biết dì bán vé số lâu rồi đó mà. Nhà dì ở đâu? Nhà dì ở ngay chỗ dãy nhà trọ của con Đen á. Ngay chỗ hai nhà Yến á, đường đi vô á. Dì dạ. Ở nhà trọ đó. Dạ. Sáng giờ bán được không dì? Dì bán 200 tờ mà còn nhiêu đây. Dạ. Bán cũng chậm hả dì? Hôm nay bán dì bán cứ ngày nào cũng 150-200 vậy á, bán tới chiều luôn. Mà dì ở với ai? Ở với thằng con mà, thằng con nó phá phách quá nó đi rồi. Dì dạ. Còn ở một mình. Dạ. Con gặp dì con gửi tặng dì một phần gạo ha. Dạ. Dạ. À, dì lấy một con đi. Dạ dạ dạ. Dì ôm được ha. Dạ. Dạ. Dạ rồi cho con lấy cái mi đi. Rồi. Rồi. Giờ đi bán ha, về nghỉ trưa gì? Nhiều quá hả? Dạ dạ. Giờ Vũ ghé dì Tư ở khu phố 2 thị trấn. Dì Tư khỏe không? Khỏe. Dạ. Điều có cái chân người Tư yếu nữa, đi không được xa. Ồ dì Tư, mắt dì Tư nó bị sao không thấy đường hay vậy? Có cồn. Cái mây á. Dạ. Bây giờ thấy mờ mờ hay là không thấy? Thấy mờ mờ à. Dạ. Dì Tư năm nay nhiêu tuổi rồi? 87 tuổi rồi. Dạ, giờ dì Tư ở đây với ai? Ở với Út Hiền. Dạ. Mà không đủ ăn con ơi. Dạ. Giờ người ta cho gạo đồ đó chứ. Dạ. Mà không đủ ăn. Con gửi tặng cho dì phần gạo 10kg. Gạo này là của anh Mi Son với chị Thủy ở Út gửi tặng cho dì Tư. Dạ, cảm ơn trong nước và ngoài nước. Dạ. Tôi đội ơn tất cả mấy anh em. Dạ. Mà con đi dì Tư nghỉ khỏe ha. Dạ. Cảm ơn gửi lời thăm gia đình con khỏe hết nha. Dạ. Vũ ghé khu phố 2 thị trấn ghé thăm bà Tám. Hồi trước là quét chợ. Bà Tám khỏe không? Đi muốn nổi sáng đi tỉnh. Rồi những tiệm vàng xung quanh bà Tám đi muốn trái không? Đi lên chợ hả? Đây tới tỉnh là đi không nổi hả? Xin gạo. Nên xin gạo hả? Thì xin có không? Có. Dạ. Chục có 100. Dạ. Năm nay bà nhiêu tuổi rồi? 81. Dạ. Với 5.000 nữa, 50 nữa. Dạ. Ừ. Rồi con gửi tặng cho bà một phần gạo nha. À. Gạo này của anh Mi Son với chị Thủy ở Úc gửi tặng. Thủy. Dạ. À. Dạ rồi thôi vì bà Tám nghỉ khỏe ha. Dạ. Dạ. À, nhưng giờ đi không nổi hả bà Tám ha? Không nổi, không đi đâu được. Dạ. Dạ.